Xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo và dành một tràng pháo tay để đón chào. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Hoàng Anh, năm nay 27 tuổi và đang làm kinh doanh bao bì giấy. Còn em? Dạ, em tên là Vũ Ngọc Vi, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy kèm. Rồi, Hoàng Anh với là và vợ mình là quen nhau trong trường hợp nào? Thì hôm đó là đi sinh nhật của bạn em, bạn thân của em á. Thì chị của cô này mới đi làm chung với bạn của em. Thì tới dự sinh nhật thì vô tình thì nói chung là em cũng không có chuyện bắt đầu chưa có để ý gì. Sau này cô ra về, cô hát bài hát này kia xong cô tạm biệt á thì bắt đầu em đi để ý. Sau đó thì như thế nào? Sau đó em về em xin số điện thoại xong rồi em liên lạc với cổ thì bắt đầu cô đâu có chịu đâu. Sau này khoảng một tháng sau á cô bắt đầu cô đồng ý đi chơi với em. Còn em thì cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này? Nói thật sự em chẳng có ấn tượng gì lần đầu hết, chỉ có ấn tượng cái lần mà anh rủ em đi uống nước á, là em ấn tượng lúc đó thôi. Ủa, đi uống nước anh làm gì mà ấn tượng? Trời, em nói anh chứ lúc đó anh mới 20 tuổi à, mà anh đi hả, mặc cái quần ống bón, xong rồi đã dậy mặc cái áo màu trắng mà sáng tay tới đây nè, xong rồi hả hình thú từ lưu ấy, mới nói trời ơi chắc cái ông này chắc không biết cái thể, không biết mặc đồ theo phong cách gì nữa mà giống như hai cây tăm mà cắm củ hay là cũng có lẽ mớm lắm luôn không ạ? Dạ đúng rồi. Cái nhìn em mắc cười năm mấy ký à, ấn tượng như vậy là ấn tượng nó đâu có đẹp đâu. Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó hả em cũng đang chán cũng chẳng quen, nhưng mà tại ông này cũng cứ nhắn tin hoài rồi rủ đi chơi thì thôi em đi thử nói chuyện cho vui. Rồi hai bạn là quen nhau yêu nhau bao nhiêu lâu thì cưới? Dạ được khoảng 6-7 tháng sau. Là 6-7 tháng sau nữa. Mọi thứ nó cứ nhanh nhanh thế nhỉ. Em chẳng biết lúc đó em nói trời giờ 20 tuổi rồi hả, tin thì cũng chẳng tin mà già thì cũng chẳng già, nó cứ lấp lửng sao. Cái em mới nói bây giờ nếu như mà được thì thôi mình kết hôn trước đi, cưới luôn. Rồi hả kinh tế tìm khó khăn nhau thì bề trên cho là mình sẽ có thôi, cho nên rồi mấy tụi em kết hôn luôn. Rồi có hiểu hết về nhau chưa? Hiểu thì làm sao mình hiểu chứ, một người trong vòng một năm được chị. Nhưng mà mình có cái cảm giác rằng là cái người đàn ông này nè, anh có thể anh che chở được cho mình tâm. Cho nên em nghĩ như vậy nên em lập gia đình. Rồi cưới xong là có con liền hay là kế hoạch? Có con liền quá. Ủa, là bao lâu? Đừng nói 6 tháng nữa nha. 2 tháng. Coi như cưới xong 2 tháng là có bầu luôn đó. Dạ. Trời đất ơi. Rồi tụi em nghĩ sao mà mọi thứ nó cứ nhanh liền vậy. Lúc đó nè, đúng không, sự nghiệp chưa có, nhà cửa cũng chưa, rồi lấy nhau một cái là có bầu liền vậy đó, rồi đẻ mấy đứa? Dạ giờ được 2 đứa. Bây giờ là 2 đứa. Vậy thì cái cuộc sống chắc chắn là sẽ gặp khó khăn phức tạp, rồi nhiều cái để mà xung đột đúng không? Tại thứ nhất là tụi em còn quá trẻ, 21 tuổi cưới nhau đúng không, rồi bây giờ còn không có cái thời gian nữa là tìm hiểu nhau, rồi về là có em bé liền. Vậy thì có thường xuyên cãi vã nhau? Có chứ chị, như cơm bữa. Mà cãi về vấn đề gì? Nói chung nó nhiều lắm. Ví dụ như tị nạnh rồi, ủa sao anh không làm chuyện này mà anh để cho tôi làm, ví dụ vậy đó. Ganh tị qua lại rồi cứ muốn người này làm phần này, người kia làm phần kia, rồi năm ra cứ cãi vã lặt vặt vậy thôi, chứ không có phải là một cái vấn đề gì hết. Chỉ có một lần là hồi lúc em bầu 5 tháng là anh còn làm được, đến lúc mà 7 tháng là anh cũng thất nghiệp á. Xong cái lúc đó thì cũng gây lộn nhiều, tại vì anh cũng chơi game á. Ngày nào cũng đọc vô tay ổng, nói trời ơi giờ này ha bầu vậy rồi sắp sửa sanh em bé mà lỡ không có tiền rồi sao anh nuôi con. Lúc đó em cũng thất nghiệp luôn đúng không? Dạ đúng, tại lúc em có bầu. Anh hiểu cái cảm giác mà hai chồng ở nhà mà không có việc làm á, đi tới thì lui tới luôn, mà người ngồi chưa bấm game chấm game nó rất là khó chịu đúng không? Rồi sao, cãi nhau mà có đánh nhau? Dạ, có đánh nhau hoài vậy. Trời ơi, có đánh nhau hoài gì? Đánh sao, ai thắng ai thua? Đánh thì không nhẹ. Không có ai thắng hết. Hai chồng tay đôi vậy đó hả? Không, lần đầu anh giống như anh tán nhẹ cái vậy thôi nè. Em nhịn lần thứ hai em nhịn đau, cái lần thứ ba em bực quá rồi. Nó vừa phải thôi chứ đàn ông mà suốt ngày đánh phụ nữ kem bạch nhào vô. Quá luôn. Ai biết đâu em chả biết lúc đó hành động sao, cái từ đó tới giờ ông chẳng đánh em. Nhưng mà lúc đó là em đang mang bầu đúng không? Dạ không, sau khi sanh em bé xong anh. Ủa chị hỏi nè, rồi bây giờ hai đứa còn đánh lộn không? Dạ không, không chị. Dạ hả, bắt đầu ngưng đánh lộn từ lúc nào? Hai năm nay. Tại lúc đó con em mấy tuổi? Khoảng 3 tuổi. Lúc đó là con em 3 tuổi là hai đứa bắt đầu ngưng đánh lộn. Lý do gì mà con 3 tuổi ngưng đánh lộn? Thì con bé nó lanh, nó biết nói sớm với chị. Mỗi lần em với ổng tính nói nhau, nè con nói cho ba mẹ nghe nha,
ba mẹ hả suốt ngày cứ cãi nhau hoài à, ba mẹ đừng có cãi nhau nữa đi ba hả, đàn ông thì phải thương phụ nữ chứ. Trời ơi, ba ba tuổi đã kìa. Có nói này không? Có không? Có em bé đi theo không? Dạ không, nó ở nhà. Có, đem xuống tôi hung một cái cho đã. Trời ơi, vậy đó hả? Nói, em nghe con em nói, em thấy làm sao? Dù có nóng nảy tự nhiên mình dịu xuống bình thường dịu đi. Dịu xuống liền mà mình mắc cỡ nữa chứ bộ. Nhưng mà bà có thừa cơ hội nhưng mà bà ăn hiếp mình không? Dạ không, lúc đó hai chồng đứng im luôn. Đứng hình. Đúng rồi, trụ bộ đứng hình. Đứng nhưng hình, mà có nói gì hình. Mẹ không? Nói mẹ đừng có la ba nữa à, hả, tội nghiệp ba. Ôi đó hả? Rồi à. Bây giờ cái mức độ mà quánh lộn với cãi lộn nó có giảm đi rất nhiều không? Có chứ anh, em thấy giảm nhất có lần là lúc em mới có bầu. Em nhờ anh chở, em đi khám mà anh không chở. Em mới tức quá, ổng đang ngồi chơi game, cầm nguyên cái quạt mini em chửi lên ổng. Ông vừa phải chứ tôi nói tôi không cần ông vậy thôi, chứ trong lòng tôi cần muốn chết rồi nè. Mà ông không chở tôi đi là sao? Sắp xước mất cái tự nhiên từ đó tới giờ cái anh không có gọi là vô tâm nữa. Anh không có vô tâm dạ. nữa đúng không? Tại vì hồi đó em cứ giận là ông không làm được này thôi thì để cho tôi tự làm. Bởi vì em mới thấy là sao mình dở quá, mình nói vậy chi, mình phải tỏ vẻ mình cần thì họ mới biết, họ quan tâm tới mình. Thì từ cái hôm đó chở sau như này là bắt đầu ảnh quan tâm hơn rồi. À, nhưng mà em rất là có duyên khi mà em nói được cái điều là có nghĩa là em vừa quăng nhưng mà em nói thật được cái lòng của dạ, mình đúng đó rồi. Chứ còn thường á là nhiều khi người ta đang nóng giận á, cái tàu quăng người ta nói ông từ đây về sau tôi không cần ông nữa ông ấy đó, đó. Thì nhiều khi câu chuyện nói nó là xoay ra một hướng khác đúng không em? Chị hỏi em nè, lúc mà vợ em quăng cái quạt vô trong lưng em như vậy và nói cái điều là nói cái câu mà vợ em vừa mới nói á, cái cảm xúc em lúc đó làm sao? Thì nhiều lúc em thấy em cũng vô tâm. Ừ, vô tâm. Có khi nào mà em thấy vợ em khóc thầm không? Nói chung là vợ em cũng hay khóc thầm. Hai chồng cãi nhau xong rồi, cái là cổ quay qua cổ khóc. Cổ khóc. Mà lúc đó em có nghĩ là khóc vì điều gì không? Chung vợ em thì lúc mới sinh em bé, nói chung cái giống như thần kinh cũng bị yếu á chị. Hay suy nghĩ nhiều lắm, với lại hay lo chuyện này chuyện kia rất là nhiều. Ủa em khóc thầm đó là những lúc mà sau khi gây lộn hay là có những lúc nào mà tự dưng em ngồi á, như em rơi nước mắt, em nghĩ về một điều gì đó xong rồi em rơi nước mắt không? Có chứ chị. Phụ nữ mà ai mà chẳng có cái góc khuất của mình, đôi khi em cũng nghĩ em buồn. Nhưng mà sau khi nghĩ như vậy thì em nghĩ lại mình phải nhìn vô những cái mặt tốt của chồng mình. Để mà mình thương ảnh rồi mình thay đổi ảnh từ từ, chứ không lẽ bây giờ mình cứ nghĩ xấu, cứ nghĩ tồi tệ mình sẽ không phải. Chị nói nghe nè. Dạ. Em phải nói chồng em mới hiểu. Chồng em không thể đoán ý em được, cho nên chị nói là tại sao chị hỏi. Có những lúc tự dưng em suy nghĩ đến chuyện có thể chồng mình vô tâm với mình quá, mình tự nhiên mình cảm thấy mình cô đơn ngay trong căn nhà của mình, mình khóc và mình cứ khóc thầm một mình như vậy, cái tần suất nó có nhiều hay không? Thì hồi lúc em mới sanh em bé thì em khóc nhiều, nhưng mà bây giờ thì em không có còn như vậy nữa. Có còn khóc không? Có còn buồn không? Dạ không, tại vì em nghĩ bây giờ cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Kinh tế rồi con cái, nếu mà mình cứ nhạy cảm như vậy thì mình chỉ tự làm khổ mình thôi. Nên em không có suy nghĩ như vậy nữa. Bây giờ em có cảm thấy em hạnh phúc trong cái cuộc sống hôn nhân của mình không? Có chứ chị. Hạnh phúc đúng không? Và có cảm thấy chồng mình thương mình không? Ảnh thương em chứ không phải là không thương, nhưng mà cái cách thể hiện của ảnh chưa có khéo thôi, chứ không có phải là ảnh không thương. Nếu mà không thương thì cũng chẳng có thể nào mà sống với nhau 5 năm mấy. Bây giờ chị cảm giác vậy nè, tại vì tụi em quen nhau cũng rất là lâu rồi, 7 năm. Lấy nhau thì cũng là 5 năm hả? 5 năm hả? 5 năm. Cho nên tự dưng tụi em tạo thành một cái thói quen mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài á. Lý do là vì sao mà tụi em quen nhau thì nhanh, rồi lấy nhau cũng nhanh, thành ra cái thời gian tụi em dành cho nhau để tận hưởng cuộc sống nó không có. Ở đây người ta nói những cái mà cao trào của cái cảm xúc á, ở cái chuyện vợ chồng tụi em nó không có. Thành ra bây giờ á, tụi em gần như đi vào một cái bước đường mòn trong cái hôn nhân, là nó cứ thói quen vậy đó. Cứ sáng dậy rồi trưa dậy rồi tối dậy, vậy. Rồi đâm ra là nhiều khi vợ cũng tự tạo cho mình một cái thói quen là tự khóc thầm. Khóc rồi thôi kệ, rồi không nói nữa. Thôi mình cứ vậy, chấp nhận vậy, rồi chồng cũng vậy luôn. Đó thì chị nghĩ rằng tụi em phải thay đổi cái này. Tại vì sao, nếu như tụi em là 47 tuổi hay 57 tuổi rồi thì có thể thôi, mình chấp nhận cái thói quen đó. Nhưng bây giờ tụi em chỉ mới có 27 thôi, mà tụi em đã tự tạo cho cuộc sống hôn nhân của mình một thói quen vậy là hoàn toàn không tốt. Em là em không nói ra những cái nỗi buồn của em thôi, là bởi vì em không biết nói từ đâu, nói từ lúc nào, buồn cái gì đây. Mình cũng biết đó là cụ thể cái nỗi buồn là cái gì, nhưng mình chỉ biết là mình buồn. Mình cứ tự chạnh lòng, mình cứ tự tủi thân, mình cứ tự khóc thầm hoài. Em hiểu không? Cho nên bây giờ chị nghĩ vậy nè,
có điều kiện á, thì tụi em nên thay đổi cái thói quen đó một chút. Một hôm nào đó mạnh dạn gửi mẹ con giùm con đúng 2-3 ngày thôi cũng được. Tụi em đi tự tận hưởng cái cuộc sống của tụi em đi. Chị nói nghiêm túc đó. Thậm chí là đi rồi giận hờn gây lộn. Có vậy. Em nói hả anh ơi, giờ thôi mình đi chơi đi, chứ hồi trước rồi cưới xong có đi chăn mật, rồi giờ thôi mình đi dập mật đi cho nó vui, con cái mình gửi đi. Mà ông cứ nói bà rảnh mà suốt ngày bà cứ đi chỗ này chỗ kia thì đó chị mới nói ngày vậy. Em phải lưu ý cái điều này, cái người phụ nữ đó, cái tuổi xuân của người ta qua rất nhanh, nó không phải như tụi em đâu. Tụi em á là 50 tuổi tụi em vẫn còn phong độ được, nhưng phụ nữ bắt đầu 50 á là hết rồi, hết phong độ nổi rồi, đúng không? Cho nên bây giờ bạn vợ đang ở cái thời điểm đẹp của người phụ nữ là từ 22 cho tới 34, 35 tuổi á. Em cố gắng á, em bù đắp cho vợ em đi. Tại vì á, cổ quá là thiệt thòi. Về, hứa đi, tận nghe hưởng vậy, hứa đồ đàng hoàng. Đứng lên ông chồng hứa đi. Đó, hứa đi là chứ kết luôn cái căn nhà đó, đứng lên cho chồng hứa. Từ nay sẽ cho em nhiều cái tình cảm hơn. Ừ. Lại giờ em thích làm sao thì anh chịu vậy. Bù đắp cái tuổi xuân cho vợ ha. Hay dắt không? Vợ đi chơi. Ừ. Đúng không? Yeah. Rồi vợ cũng nói đi, vợ không có được khóc thầm nhiều nữa. Không có được tuổi thân nữa. Đúng không? Có điều gì là em nghĩ á, từ bé có nhiều cái em phải cố gắng rất là nhiều rồi. Nên bây giờ hả? Có anh bên cạnh á, em hy vọng rằng là từ giờ cho đến sau này á, lúc nào anh cũng thương em. Có nhiều lúc em tỏ ra em bất cần vậy thôi, nhưng trong lòng em lúc nào em cũng muốn anh quan tâm em. Cái gì hả, anh nói những cái lời thô lỗ thì anh dịu dàng lại một chút xíu. Chứ em đâu phải là người phụ nữ mà không để ý đến cảm xúc hay cảm giác của ai vậy đâu. Thì em chỉ cần anh làm điều đó đối với em vậy thôi. Còn với anh như vậy là quá tuyệt vời, em không có đòi hỏi thêm gì nữa. Hồi nãy chứng minh cho em thấy là phụ nữ người ta yêu bằng lỗ tai. Em vừa mới nói một cái câu nhẹ nhàng thôi là vợ em đã bật khóc rồi. Nói thêm câu nào thiệt hay cho tôi coi. Đi, rồi hung tại chỗ cho tôi nhanh lên. Trời ơi, được cái hung tại chỗ xong xuôi là sao là ngày mai đi luôn nha. Đó. Ngày mai đi chơi. Đó. Anh yêu em. Đó. Đầy đủ cảm xúc luôn. Và sau đây là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên. Và món quà thứ hai đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm thương hiệu Tài Tài, với đặc trưng của vị béo, vị bùi từ những hạt đậu phộng hòa quyện với vị cay của snack phô mai và vị hòa lan muối thơm giòn cùng nhiều hương vị độc đáo. Đậu phộng Tài Tài giàu dinh dưỡng, tràn sức sống. Và món quà thứ ba chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình bạn trị giá 6 triệu đồng, áp dụng tại hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đâu lưng lại. Quay lưng lại. Đâu lưng lại nghe kỹ câu trả lời của tôi nhé. Vợ chồng bạn thích ăn món ăn gì nhất? À, vợ chồng bạn thích ăn món ăn gì nhất? Món ăn gì? Vợ chồng Sơn thích ăn món gì nhất? Ăn canh chua, canh củ quả, chả cuốn, trời ơi. Bên này thích ăn món gì nhất? Ốc. Gà rán, trời. Chết quất luôn. Đề nghị hai anh bước lên, nhìn nhau quánh tù xì. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, xong. Thua từ phát đầu. Rồi, mời em Sơn đi. Và vợ. Chọn màu. Chọn đi, màu gì? Hồng. Màu hồng. Ờ, rồi, đó, may quá. Bước rồi, bước rồi. Em. Cặp dây chồng. Đỏ đi. Màu đỏ. Rồi. Rồi, chị màu vàng. Màu xanh đó. Rồi. Hưng và chị Vân sẽ mở trước. Hai cặp vợ chồng khoan mở nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Trời ơi, mất sức rồi. 1, 2, 3. Như vậy thì khán giả của tuần này, chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là 1 năm sử dụng dầu nành cao cấp công ty thực vật Tường An. Nha. Tuy nhiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi như sau: vợ chồng cặp đôi thứ nhất hiện đang sống ở đâu? A. Đà Nẵng, B. Bình Dương và C. là Vũng Tàu. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn?
Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi tạm nói lời chia tay. Và chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Massage, viên uống, mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và mỗi tuần vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.